Những mẫu chuyện Phật giáo dành cho thiếu nhi, tập 1, phần C, tiền thân Đức Phật. 23, nai cứu người. Trong thời quá khứ, có con nai chúa thân hình mang bộ lông sắc vàng óng ánh, trên đầu mỗi sợi lông làm những hạt ngọc kim cương lóng lánh. Nai tự biết mình có thân hình đặc biệt hơn các nai khác. Đêm cũng như ngày, từ trên thân nai phát ra ánh sáng như những vì sao trên nền trời đêm không trăng. Biết điều này dễ khiến cho người chú ý, dẫn đến hiểm nguy tánh mạng, nên nai chúa thường ẩn mình trong rừng sâu. Tuy nai biết ẩn tránh như vậy, nhưng các thợ săn đã nhiều lần theo dõi tìm cách gài bẫy gian lưới đào hầm, rét đồ ăn nơi thân cây, bỏ mồi trên cỏ để cố bắt cho được nai. Thừa biết điều bất trắc hiểm nguy đó, nai chúa đã khôn ngoan tránh né được tất cả những cạm bẫy. Nai chúa ở nơi nào cũng có một đoàn nai mạnh khỏe lanh lợi tùy tùng hầu hạ. Vì vậy mà mỗi cử chỉ động tĩnh xung quanh liền được báo tin mau lẹ để nai chúa kịp thời ẩn tránh. Cuộc sống của nai chúa êm đềm phảng phảng và ngày tháng trôi qua trong khu rừng già tĩnh mịch. Như thế trải qua cũng đã bao năm. Thế rồi bỗng một hôm trời trong gió mát, khi trời ấm áp sau những ngày mưa giông dữ dội, thì bỗng nhiên có tiếng thất thanh kêu cứu từ gần đá thác nước ở ven rừng, làm phá tan sự yên tĩnh của sâm lân ù tịch. Bấy lâu nay tiếng kêu ré đứt quãng vang dội cả một góc trời. Xin cứu tôi với, nước cuốn trôi rồi. Bớ người ta ơi, xin cứu tôi với, tôi sắp chết đuối rồi. Xin cứu giùm tôi với. Tiếng thiết la kêu cứu gấp rút nghe mà hãi hùng, khiến phải rùng mình. Thoạt nghe nai chúa vẫn đứng đôi tay thì rõ biết đó là tiếng người đang chết đuối kêu la cầu cứu. Nai chúa liền hét lên một tiếng lớn rồi đâm đầu phóng nhanh về hướng có tiếng người kêu ơi ới cứu mạng. Thấy vậy đoàn nai hầu cận cũng co giò cong đuôi phóng theo sau. Đến bên bờ thác, quả nhiên nhìn thấy một người đang trồi lên hụp xuống bị cuốn theo dòng thác lũ bạc đầu cuồn cuộn chảy. Người này đã đuối sức bất lực buông tay theo dòng nước, nhai chúa nhanh như chớp phóng mình ra dòng nước lũ, cố lấy hết sức mang gã thợ săn đã mệt lại bất tỉnh sắp chết chìm kia để lên lưng đưa vào bờ, rồi nai chúa liếm mặt mũi kẻ kia cho tỉnh lại. Gã thợ săn được nai chúa đưa vào bờ sau một hồi lấy lại hơi thở bình thường, hoàn hồn tỉnh táo, nhìn thấy thân thể nai chúa đầy hạt châu báu kim cương sắc vàng lóng lánh, không giấu được nỗi ngạc nhiên, ngã đem lòng hâm mộ kính ngưỡng chấp hai tay bái xá nai chúa liều để bày tỏ ơn cứu sống. Gã lẩm bẩm nói: thưa ngài, ơn cứu sống của ngài tôi không biết lấy gì đền đáp, tôi nguyện đời đời ghi mãi nơi lòng, sau này có việc chi cần đến tôi bất cứ lúc nào, xin ngài cứ kêu lên một tiếng là tôi sẵn sàng tuân mạng phục dịch theo ý ngài. Nai chúa nói: tôi không mong trả ơn, tôi chỉ mong ông một điều mà thôi, và đừng nói cho ai biết tôi đang ở khu rừng này. Như vậy là ông đã trả ơn tôi rồi. Chúng tôi sống trong khu rừng này bấy lâu nay, ngày ngày thông dong hưởng thanh khí thiên nhiên, ăn lá cây hoa cỏ, uống nước suối nguồn, nghe gió reo từ đồi cây ngọn núi, nói lời chân thật, chúng tôi sợ loài người các ông lắm. Xin ông khi rời khỏi đây, làm ơn đừng nhớ đến tôi, quanh khu rừng già này, ấy là tôi an tâm, là vạn phước lắm rồi. Nói xong, nai chúa dẫn đàn nai tùy tùng mau lẹ phóng nhanh biến dạng vào rừng sâu. Gã thợ săn kia đứng nhìn theo ngơ ngác, mang mát trong lòng nỗi tiếc nuối, nai đã mất dạng sâu đám cây rừng. Gã thợ săn về nhà kể lại cho vợ con nghe tự sự đầu đuôi câu chuyện trật chân té xuống dòng thác lũ, được nai chúa cứu sống. Nai chúa lông vàng óng ánh, thân hình đầy ngọc ngà châu báu kim cương rực rỡ vân vân. Vừa kể, gã thợ săn vừa vò tay suýt xoa khâm phục nai quý. Vợ con gã say sưa nghe, vừa kinh hoàng, vừa gạc nhiên, vừa mừng, vừa thích thú như chuyện thần tiên. Sau đó chẳng bao lâu, lệnh triều đình truyền ra về sự nằm mộng của hoàng hậu. Hoàng hậu của vua xứ đó thường nằm chiêm bao thấy một con nai vàng mình đầy ngọc ngà chói sáng ngồi trên tòa dùng.
Tiếng người thuyết pháp điềm chim bao này xảy đến với bà liên tiếp suốt mấy tháng trời. Hoàng hậu thầm mơ ước được nai quý, niềm ao ước khiến bà tương tư, rồi ngày biến an đêm càng trọc cho chấp chập chờn giấc ngủ. Vào một ngày nọ, nhân khi nhà vua đến âu yếm, hoàng hậu thừa úp vua thân thiết ân tình, liền đem chuyện mình nằm mộng thuật lại cho vua nghe và khuyên vua nên tìm cách bắt con nai này thả trong vườn ngự uyển, trước để làm tăng thêm giá trị báu vật của quốc gia, sau là để cho vua và hoàng hậu ngày ngày thưởng ngoạn. Nghe xong, nhà vua đồng ý chiều theo để đẹp lòng hoàng hậu, đồng thời cũng để tăng thêm cái giá trị đặc biệt của quốc triều. Sáng hôm sau, nhà vua truyền lệnh, ai bắt được con nai chúa lông sắc vàng óng ánh trên mình đầy châu báu đem dâng thì sẽ được trọng thưởng ngàn lượng vàng và cắt cho một huyện để trọn quyền cai trị cùng với 10 mỹ nữ trẻ đẹp làm thê thiếp hầu hạ. Hoặc ai biết chỗ nai chúa mà dẫn chỉ cho vua cũng được trọng thưởng bằng nhau. Khi lệnh vua được truyền ra nhân gian, các chàng thanh niên, các thợ săn hăng hái thi nhau đi tìm bắt nai chúa, nhưng những mong để được trọng thưởng. Riêng gã thợ săn được nai chúa cứu sống, khi nghe nhà vua treo giải thưởng đặc biệt to lớn như vậy, lòng cứ thấy sao xuyến dao động. Cộng thêm bên cạnh, vợ gã cứ văng la thủ thỉ, non đêm vẫn vắng tình dài xúi dục. Anh ơi, đây là dịp may ngàn năm một thuở, không còn cơ hội nào tốt hơn nữa. Giàu sang danh vọng để kề tay mà anh không nắm lấy, cứ nhẫn tâm để cho vợ con mãi mãi sống trong cảnh nghèo nàn thế này sao? Ơn nghĩa cái giống gì? Đồ cái loài thú vật mà cũng bận tâm ơn với nghĩa. Đàn ông mà chỉ nhu nhược ngu đần quá thế trời ơi. Tiếng khóc than của người vợ trẻ mỗi lúc mỗi nỉ non thống thiết làm cho anh chàng thợ săn sốt ruột khó xử. Trong tâm trí của gã con hiện rõ cử chỉ hiền từ, lời nói thành khẩn thiết tha của nai chúa: xin ông đừng nói cho ai biết tôi ở trốn rừng này, ông hãy quên tôi, ấy là ông trả ơn tôi rồi đó. Tôi sợ lòng dạ con người lắm. Nhưng liền ngay đó, hình ảnh giàu sang phú quý vua bang cứ mỗi lúc lại sôi động trong trí óc của anh như nước sôi sùng sục, làm mờ ý chí. Lại thêm cô vợ bên cạnh cứ nỉ non thúc giục, làm cho lương tâm anh mỗi lúc một mờ dần như ngọn đèn cạn dầu trước gió, để nhường lại lòng tham tiền của giàu sang vinh hoa phú quý lấn át ngự trị, không còn giữ được thái độ sáng suốt bình thản nữa. Một ngày nọ, anh lệ làng tìm vào hoàng cung tâu vua trước triều đình lộng lẫy uy nghiêm. Vua và đình thần cân đai áo mão uy phong lẫm liệt mà từ trước tới giờ chưa một lần nào thấy qua, khiến anh quá khiếp sợ. Lối trước cảnh tượng uy nghiêm của triều đình, hình dáng anh càng lúng túng mất tự nhiên, áo quần không tương tất, mặt mũi thất sắc lộ vẻ sợ hãi, làm cho nhà vua đem lòng ngờ vực. Sợ vua không tin, anh nói: muôn tâu bệ hạ, nếu bần dân không chỉ ra được chỗ nơi chúa ở thì xin đem cái đầu này ra đền tội. Nhà vua nghe giọng nói run run của anh quả quyết như thế, liền cho lệnh ra quân ấn chuẩn bị ngựa xe lên đường theo sự hướng dẫn của anh. Còn đích thân nhà vua dẫn đoàn quân đặc biệt tiếp cận. Khi đến khu rừng già, vua cho quân lính phân ra đội ngũ cẩn mật bao vây lấy cả khu rừng. Còn chính nhà vua và đoàn tùy tùng hùng hậu đi theo sự hướng dẫn của gã thợ săn dọc theo dòng suối lần sâu vào rừng già âm u. Một hồi lâu, bỗng xa xa có ánh sáng lấp lánh như sao đêm. Gã thợ săn ra hiệu mọi người nằm sát mặt đất im lặng rình xem động tĩnh. Nay chúa như linh cảm biết có sự chẳng lành xảy đến, quát to một tiếng, các nai cận vệ co giò tháo chạy, chỉ còn lại một mình nai chúa đứng yên một chỗ, hướng mắt nhìn về đám người xác dấu thân dưới cây lá. Gã thợ săn đưa tay chỉ con nai chúa, tâu nhỏ với vua rằng: tâu bệ hạ,
con nai chúa mình đầy châu ngọc kia đó kìa, nó đang nhìn về chúng ta đấy. Xin bệ hạ ra lệnh gấp, kiểu nó chạy mất. Nhà vua vậy như trước gấp tên dương cung bắn nai, tuy nhiên vì vội vàng mũi tên không trúng nai. Nai chúa biết mình nguy khốn đến nơi, không còn cách nào trốn thoát được, liền cúi đầu quỳ mọp kêu lớn: muôn tâu bệ hạ dừng tay, vì tôi mà bệ hạ phải cực nhọc vong thể ngự giá đến trốn rừng âm u này để đền tội phiền lòng bệ hạ. Nay tôi xin vui vẻ nạp mạng để khỏi phiền nhọc đến vong thể, nhưng trước khi chết cho tôi xin được hỏi một điều về ai chỉ cho bệ hạ biết tôi ở chốn này. Nhà vua chỉ tay vào gã thợ săn. Nai chúa hướng về gã thợ săn với giọng thống thiết nói: ta đã sống ẩn cư nơi chốn rừng sâu an ổn tự bấy lâu, nhưng nào có ngờ đâu vì lòng thương bi thương xót cứu mạng sống cho ngươi mà ngày nay ta phải họ vào thân đến nông nỗi này. Ta đã biết lòng người phản trách, cứu nhân nhân trả oán, nên trước đây đôi khi ta chia tay, ta đã khẩn thiết van xin ngươi một điều: đừng cho ai biết ta ở chốn này. Từ lâu ta sống xa cách thế nhân, nào ngờ hôm nay vì cứu sống nhà ngươi mà tao phải nhận lấy hậu quả bi thảm như thế này. Trước thái độ hiền hòa thống trách của nai, nhà vua nghe lấy làm lạ, liền hạ công xuống hỏi đầu đuôi câu chuyện. Nai kể hết sự tình đã xảy ra, lại khiến cho nhà vua cảm động và quần thần xót xa cảm động. Nghe nai chúa nói xong, sắc mặt nhà vua trở nên nghiêm nghị, xoay lại hỏi gã thợ săn: có đúng như thế không? Ngươi phải nói thật, bằng không sẽ bị mất đầu ngay bây giờ. Gã thợ săn run sợ quỳ thưa: muôn tâu bệ hạ, quả đúng như thế. Vua vừa xấu hổ với nai vì nghĩ rằng loài người quá ư tệ bạc thua cả loài thú, đồng thời vừa giận ghét khinh bỉ gã thợ săn kia là nghĩa vong ân bội nghĩa ơn cứu sống, nên định dương cung bắn gã thợ săn một phát cho rồi đời. Nhưng nay chúa mau lẹ nhảy đến trước vua vậy mọt xin tha sống cho gã. Trước nghĩa cử nhân công tử của nay chúa, nhà vua vô cùng cảm phục đức tánh từ bi nhân hậu nhẫn nhục của con thú vật, nên đã ra lệnh cho quân hậu sửa chiếc xe đặc biệt để đưa nai về cung. Trước khi lên xe về cung, nai lại một lần nữa quỳ mọp khẩn xin vua một điều, là mong nhà vua lấy đức hiền hòa khoan hậu để an dân trị quốc. Nếu nhà vua hứa làm được như vậy thì nai mới theo vua về triều, bằng không xin vua mở lượng hải hà cho nai ở lại trốn rừng già này để tiếp tục sống cuộc đời ẩn dật, hoặc chết ngay tại chỗ cũng cam lòng. Nghe qua những lời nhân hậu xuất phát từ miệng của một con thú vật, khiến cho lòng vua và đoàn tùy tùng tướng sĩ vô cùng xúc động cảm phục, nên nhà vua đã hứa khả với nai. Lúc ấy nai mới chịu lên xe về triều. Về đến hoàng quân, hoàng thân quốc thích văn võ bá quan triều thần ai nhìn thấy hình thể của nai đều cảm mến ngưỡng mộ. Riêng vua và hoàng hậu từ ngày có nai nơi vườn ngự uyển, lòng cảm thấy thoải mái hơn đối đãi với bá quan trong triều, cũng như đối với hoàng thân quốc thích và dân chúng hết sức là rộng lượng cởi mở hơn trước. Ngày ngày mọi người ra nhìn nai, ai nấy cũng cảm thấy trong lòng thanh thản vui vui, tự nhiên muốn phát tâm ăn ở hiền lành, tinh tấn tu tập dưỡng tánh. Cũng từ ngày có nai chúa trong vườn ngự uyển, cứ 3 năm vào khoảng cuối xuân đầu hạ, khi hoa lá đua nhau trổ màu, dưới đầm hoa sen chớp nở, nhà vua lệnh mở hết cửa thành cho dân chúng vào xem nai và thường ngọn đền đài phong cảnh hoàng cung. Thấy vua không còn đóng kín hoàng thành như trước, nên dân chúng cảm thấy vua cùng với trăm họ dân gian gần gũi không cách biệt xa lạ nữa, ai nấy đều khấp khởi vui mừng. Nhờ đức của vua và hoàng hậu biết tu, nhân dân cũng theo gương đó mà ăn ở hiền lành, nên cuộc sống của muôn dân trăm họ được thêm phần an cư lạc nghiệp. Nói đến đây, Đức Phật xoay lại gọi A Nan đề bảo rằng kẻ thợ săn kia chính là tiền thân của đề ba
Đề Bà Đạt Đa, nhà vua kia chính là tiền thân của A Nan ông đấy. Còn nay chúa có thân hình đầy châu ngọc kia chính là tiền thân của Như Lai ta đây. Bởi do một kiếp xa xưa ta vụng tu mà xa đọa phải làm thân nai, tuy bị đọa làm thân nai nhưng lòng ta vẫn giữ mãi tu Bồ Tát hạnh. Do nhiều kiếp tu Bồ Tát hạnh tích lũy công đức mà ngày hôm nay ta đã đạt thành đạo quả vô thượng Bồ Đề. Bài học trong cuộc sống cần phải biết giúp người khi, trong khi gặp khó khăn, giống như nay chúa vậy, người được giúp cần phải biết ơn và trả ơn, chứ không nên vô ơn bội nghĩa như người thợ săn trong câu chuyện này.